Hỏi tại sao người xuất gia phải tụng kinh hằng ngày? Việc này có ý nghĩa và lợi ích gì cho việc tu tập không? Và hồi Đức Phật còn tại thế thì việc tụng kinh có trong tăng đoàn không? Thưa quý vị đó, cái việc mà chúng ta tụng chư tăng tụng kinh hàng ngày nó thuộc về cái truyền thống. Truyền thống này bắt nguồn á, từ khi cái kỳ cái tập kinh tạng đầu tiên. Sau khi cái tập kinh tạng rồi đó thì phân ra những cái nhóm tỳ kheo, mỗi nhóm á, sẽ chịu trách nhiệm cho một số, cho một bộ kinh hoặc là một vài cái bài kinh nhất định. Và các vị đó sẽ liên tục tụng đi tụng lại để đảm bảo là mình không có quên. Và sau khi mà gặp nhau á, ví dụ như gặp nhau mỗi nửa tháng, thì các vị này sẽ cùng nhau cùng tụng lại và đối chiếu với nhau để xem là cái trí nhớ của mình á, có chắc chắn hay không. Và do nó là truyền thống cho nên là Phật giáo Nguyên Thủy vẫn ráng duy trì cái truyền thống này. Và nếu như quý vị hỏi có lợi ích gì hay không, thì thứ nhất á, là nó giúp cho mình ghi nhớ kinh tạng. Quý vị tụng tới tụng lui tụng xuôi tụng ngược thì kiểu gì thì mình cũng phải thuộc. Và cái thứ hai á, là dù mình không có đi học giáo lý, thì không phải pháp sư, mình không có nghiên cứu sâu rộng, thì mình vẫn thuộc được một vài cái bài kinh cần thiết đó. Thì đó là một cái điều lợi ích. Và suy nghĩ là cái truyền thống này nên duy trì. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ như vậy, gọi là cái ngọn lửa truyền đăng đó, tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục, chứ nó không có bị gián đoạn. Sẽ rất là buồn nếu như mà một cái ngày nào đó mà một vị sư không thuộc một bài kinh nào cả mà vẫn gọi vị đó là tỳ kheo. Hơn nữa đó, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn dạy. Đó là gì? Khi mà chư tăng tụ họp với nhau, truyền thống nha, truyền thống của tăng đoàn là chư tăng sẽ tụ họp với nhau vào, gặp nhau vào hai lúc. Thứ nhất là vào lúc mặt trời lặn. Thứ hai đó là vào lúc gần sáng. Thì ở trong tạng luật á, chư tăng khi mà tập hợp lại với nhau như vậy thì chư tăng mới suy nghĩ là mình nên làm cái gì. Điều này được nhắc tới ở trong chú giải kinh Mangala Sutta. Đấy. Thì chư tăng suy nghĩ là bây giờ chúng ta gặp nhau như vậy, chúng ta nên làm cái gì. Thì Đức Thế Tôn dạy đó là ở trong hai cái thời này, vị tỳ kheo có thể làm được những việc như sau. Thứ nhất, một là đọc tụng kinh điển, là cái chuyện mà chúng ta hay tụng kinh mỗi ngày như quý vị thấy đó. Một là đọc tụng kinh điển, hai á là thuyết pháp, ba là lôi những cái vấn đề giáo lý ra để mà bàn luận. Chính bởi vì như vậy đó, thì một là chư tăng vào cái thời công phu chiều á, là cái khoảng mặt trời lặn vào cái giấc, và cái giấc gần sáng, chư tăng có thể đọc tụng kinh tạng. Đó là cái cách cuối cùng. Còn nếu không á, thì chư tăng có thể làm một chuyện, đó là gì? Thuyết pháp. Hoặc là lôi vấn đề giáo lý đó ra, nào đó ra mà mình chưa biết á, lôi ra để mà bàn với nhau. Nhưng mà thời nay thì hai cái vấn đề sau á, nó hiếm thấy lắm. Giỏi lắm thì chúng ta còn thuyết pháp đó. Chứ còn mà cái chuyện là mình lôi kinh tạng ra để mà bàn với nhau, để làm rõ những vấn đề chưa biết, hoặc là để biết thêm những cái vấn đề đã biết, thì nó hiếm lắm. Và chưa thấy là bây giờ đa phần là chưa tăng duy trì dừng ở cái mức là trùng tụng kinh tạng thôi. Và như vậy đó, thì quý vị thấy là cái truyền thống này sẽ giúp ích rất là nhiều cho các vị tỳ kheo. Nhờ như vậy đó, các vị đó sẽ có được sự tiến bộ ở trong giáo pháp. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.